Không, bà ấy phải đưa lên phường em. Chứ bà ấy không lên phường là chắc khả năng thầy đi đến đoạn đường này là bà ấy sẽ làm phiền nữa. Mấy ngày rồi. Ủa thế bây giờ cho là bây giờ bà đi cái ông nào đi chăng nữa thì kệ bà đúng không? Dạ. Đâu có cấm bà đi đào đó đâu. Thế sao bắt người ta phải nhìn ông? Ủa đâu phải ông Phật đâu. Đó ông Phật. Ông gì đó. Nhưng mà cái bà đấy, thôi. Dạ, cái bà đấy chắc ở trong bệnh viện mới ra. Dạ. Không biết người ở đâu luôn. Chào khoa học, chào. Đấy, các thầy chuẩn bị đi y phục nhé cả nhà. Mà sao bà nó tào lao nhỉ? Quá tào lao. Có nghĩa là họ tính ngưỡng về cái người đó rồi họ bất chấp á. Kỳ á. Họ muốn đưa người đó lên. Kỳ trời. Thì bà đi cứ bà tôn trọng người đó thì kệ bà. Trời ơi trời. Cô nhiều đạo lắm chứ bộ. Như là con đây là cũng đạo Thiên Chúa giáo này. Ừ. Nhưng mà con tôn trọng và không làm ảnh hưởng, đặc biệt là không làm ảnh hưởng đến các đạo đó. Ai đi đạo nào mình phải tôn trọng, mình phải quý và mình phải rất trân trọng. Đâu biết bên bây giờ bà này bà đi đạo nào thì kệ bà, có ai nói gì đâu, đúng không? Thí dụ người ta biết về cái bức hình của bà thì người ta cũng có nói gì đâu, đúng không? Nhưng mà bây giờ bà ra bà làm loạn như này rồi cái đạo của bà có ý nghĩa nó không, đúng không? Người ta sẽ nhìn vô một cái đạo mất cái hình ảnh đẹp, đúng không? Đúng không? Đạo nào cũng là một cái đạo tốt, nhưng mà mình không nên đi đem ra cái quảng bá đạo của mình trước một cái đám đông để mà mình phỉ báng người ta. Cô hiểu không? Ví dụ bây giờ cô bên đạo Phật, cô có thể đến nhà thờ chơi và cô xem cho cô đi về, đúng không? Nhưng mà cô không thể nào cô đem đạo của cô đến đâu cô quảng cáo được, đúng không? Cũng giống như con đến đây con đứng đâu. Dạ, con cảm ơn thầy, là lộc của thầy đó, là lộc của thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Ở các thầy lấy uống đi. À, các thầy chắc chỉ uống đủ thôi, các thầy không lấy dư đâu. Cho nên đây là chai nước nha. À, đang live stream. Chào Phạm Thạch. Bạn ơi, thầy Minh Tuệ đang đi vô Nam hay ra ngoài Bắc vậy? À, đang đi vô tới Quảng Trị rồi, đi vô Nam nhé cả nhà. Thầy đang ở Quảng Trị đi vô phía Nam chứ không ra ngoài Bắc nữa nha cả nhà. Đây là chai nước của các sư thầy đã cho tất cả các gọi là như chúng em đến đây thì thầy cho lọc, thầy uống không hết, Phật tử cúng cho thầy uống không hết, thầy cho đây là thầy cho em nè, thầy cho em cảm ơn thầy, lọc của thầy em sẽ uống hết, sẽ uống không còn một giọt nào luôn. Đang ở trong một cái khu rừng cây này để buổi trưa nghỉ ngơi này, thấy không? Này, vừa nãy mà không bắt bà đi chắc loạn mất. Loạn mất thật. Anh ơi, anh làm ơn được không? Anh tháo giùm em cái này ra, thầy mới cho em uống cái. Thầy từ đúng mua cái vừa cô dâu ấy biết không? Hình như là thầy Minh Tàng đi phía sau phải không? Dạ dạ. Thầy đau chân lắm. Đau lắm. Đau lắm. Cảm ơn thầy. Anh bỏ hẳn nắp ra luôn. Em uống hết luôn. Của mấy thầy cho. Vậy là năm nay thầy sinh năm 99 à? 99 thì đâu có bao nhiêu tuổi nhỉ? Rất là trẻ nha cả nhà. Nhưng mà thầy có cái tâm nguyện đi, thầy có đi có cái tâm nguyện đi theo thầy Minh Tuệ luôn không? Dạ dạ, có nghĩa là nhưng mà trước khi đi thì thầy có hỏi gia đình cha mẹ không? Dạ có. Rồi cha mẹ thầy như thế nào? Ba mẹ thì cũng có
cho đi. Tại vì lúc trước khi đi là lúc đó là con đang xuất gia chùa. Có xuất gia chùa rồi. Dạ dạ dạ. Vậy là chắc thầy ở dưới miền Tây phải không? Dạ đúng rồi. Thầy ở An Giang. An Giang. Vậy thế thì nhưng mà trong lòng của thầy lúc nào thầy cũng nghĩ về tu đúng không thầy? Thầy thấy cái gương của thầy Minh Tuệ như thế nào? Lúc đó thì lúc mà con còn ở chùa rồi, lúc mà con có xem thầy á, lúc đó là cũng có phát tâm muốn đi theo thầy mấy năm trước mà nó chưa có đủ can đảm. Dạ. Vậy là thầy đi được bao nhiêu ngày rồi? Cũng mới được 2 ngày rồi. Vậy thế thì chắc có lẽ là nhiều chông gai ha. Thì cũng chúc cho thầy mặc dù là còn trẻ tuổi nhưng mà chắc có lẽ là khó khăn lắm vì là đi đường xá là ăn uống rất là ít và nắng nôi và cực khổ. Cũng mong là thầy kiên trì ha, kiên trì từng bước chân đi. Mỗi lần khó khăn thì nghĩ đến thầy Minh Tuệ ha, thì cố gắng từng bước chân và hãy là động lực để cho thầy đi theo thầy Minh Tuệ ha. Em cũng con cũng xin chúc cho thầy có nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm dẻo dai để cùng bước đi với thầy Minh Tuệ, sẽ là sư huynh của thầy Minh Tuệ ha. Cố gắng như thầy, cố gắng sẽ là chông gai đó, thử thách và chông gai rất nhiều, không đơn giản đâu. Từng bước chân sẽ là từng một biết bao nhiêu mồ hôi đó, một bước chân là biết bao nhiêu mồ hôi ha. Cố gắng thầy ạ, cố gắng nhá. Phải cố gắng thì chắc có lẽ nhiều người nhìn thấy bức ảnh của thư của thầy như này rất là cảm động. Đúng không em? Sao vậy? Ý là quay lên đây chắc có lẽ là khán giả tất cả trên thế giới ai cũng nhìn thấy và có lẽ là rất cảm động. Một vị sư có năm nay sinh năm 1999 và đã có ý định theo thầy Minh Tuệ. Thì có lẽ là chỉ nghĩ là nhiều người rất là cảm động đúng không em? Dạ. Thì đấy, sinh năm 99 em? Dạ. Không, cũng đã xuất gia đi tu. Dạ. Xuất gia, chứ ở trong chùa. Em này đi tu rồi hả? Ừ, có xuất gia. Em ở vùng nào chị? Ở An Giang. Ở An Giang hả? Em theo đoàn lũ chưa? Con mới lên này được 2 ngày. 2 ngày hả? Đi cùng ha, đi cùng chứ không có đoàn nha. Đúng rồi. Đúng rồi, đây không có đoàn nha. Đây không có đoàn. Thì nó cùng đi theo thầy thôi. Bồ hôi lắm. Rất là giỏi nóng nhưng mà giỏi, kiên trì. Có cái là thầy cũng nói thầy coi trên mạng á. Tôi trong chùa nhưng mà cũng coi trên mạng và cũng ngưỡng mộ thầy. Tôi cũng không ở trong chùa nữa. Tôi và tôi thì cũng bước đường chông gai, cũng mong rằng hãy cố gắng và còn nhiều cái khó khăn trước mắt ha. Cũng mong rằng sẽ thành công và sẽ có ngày giống như thầy Minh Tuệ ha. Chín cá hồ Pháp chưa tới? Chưa, ở đằng này. Đi lễ cho chín cá nó đi ngồi đây, chín cá rồi. Có, thầy ở đằng cách đây khoảng 2 cây. Ở một cái bờ kênh. Bờ kênh. Ở cái bờ kênh á. Em thầy Minh Tạng. Thầy Minh Tạng đi phía sau, vì thầy Minh Tạng đau chân lắm. Thầy Minh Tạng nữa. Hôm qua là tới 3 giờ sáng mới về tới Nghĩa Trang. Giờ đi chắc rồi ta. Đi nhấp. Đi cả nhấp. Giờ ở đâu bây giờ đó chị? Chắc cũng phải cách đây 5-6-7 cây. À. Đi đâu có nổi, đau sưng chân đau. Còn thầy Kim Cang thì cách đây khoảng 2 cây. Ở một cái bờ kênh á. Rồi dần đi ra, đang ra. Dạ. Anna á. Anna là cũng cái là cái nhóm sau. Cũng là cái nhóm sau luôn. Nhiều nhóm lắm. Đi không nổi phải dừng. Mới đi được 2-3 cái đầu mình ngay rồi đi Anna chờ em đi mà không nổi em. Em quay các thầy này thôi chứ quay ra cổng lại phải vô quán cà phê em ngồi. Nó chỉ là bố Hà Nội à? Em đi mà em đau chân, em đau giò, em chịu đấu nổi. Từ ngoài Bắc. Mà đi đâu nổi, đau quá. Cũng qua mai có cái anh quán cà phê anh cho đôi dép. Đi đâu nổi đâu. Có đôi giày bát tái mà đi đau lắm. Đau lắm. Giày đau lắm. Đây này. Có dán băng keo trong đây này, bị đau mà, bị phồng chân. Phồng chảy nước rồi. Thầy Kim Cang bữa nay cũng đuối lắm. Nói chung thầy nào cũng đuối. Đuối hết rồi. Chẳng qua là có thầy nào đi trước nữa, thì là cái dạng như là đuối nhiều hơn. Còn các thầy này mới đi đây thì là chưa đâu, chưa thấm đâu.
chừng khoảng 5-10 ngày mới đi. Thầy Kim Cang vừa nói thế. Cho chồng. Nội lại là không chưa chắc đã leo lên đeo rồi. Đâu có leo. Vừa nay em không leo được cái dốc miếu. Cái dốc miếu em không leo nổi. Đèo Hải Vân á, chúc miếu là phải trông gậy á. Khả năng phải trông gậy á. Con này vẫn lên giọng cái trời trời. Tại nó như giọng chứ mà đeo nó cao à. Ồ, trời ơi. Mọi cũng ngán đeo riêu ri thôi, đeo Phật tường đó là mọi người hợp con tấn cũng giúp miếu thôi. Trời ơi, con thế là... Con lên đèo vẫn là lên tiến lên quay xuống, lên quay xuống. Thế chắc phải bò quá. Thôi đi tao bò, tao bò. Trời ơi. Xin đi tao mới có. Chết, qua cái đèo nó chắc, chắc mình đi không nổi quá. Đấy, đi bảo vệ thầy. Cô ghê là đi bước chân ra. Quay luôn. Quay luôn. Cái hình bà là đi 2 ngày rồi. Bà đó rất vui chứ. Ủa cái hình hồi nãy, cái cô cái ấy ở đâu rồi chứ? Công an thu rồi. Công an thu luôn cái tấm hình đúng không? Thu là đúng rồi, bắt bà luôn cũng được. Đúng rồi, đúng bài rồi còn gì nữa. Đi.